Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là bé con đây. Chắc hẳn là các bạn cũng giống như mình đều đang rất là mong chờ cái tính năng chuyển hóa thánh dị vật trong tựa game Genshin Impact mà đã được leak ở một thời gian trước đấy đúng không? Nhưng liệu cái tính năng này có tốt theo như những gì đã được thông báo? Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ ra cho các bạn một vài những cái lưu ý khi mà các bạn sử dụng cái tính năng này. Và sau khi xem xong video thì không biết là liệu các bạn sẽ con có còn thích cái tính năng này hay không? Và ý kiến của các bạn như thế nào về tính năng này thì hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé. Và trước khi vào video thì các bạn uh, hãy có thể bấm like và bấm đăng ký cũng như là bấm vào nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúng ta sẽ bắt đầu ngay đến cái phần video thôi. Cái đầu tiên mà chúng ta cần phải lưu ý đó là chúng ta sẽ dùng 3 thánh dị vật của một bộ 5 sao bất kỳ để chuyển hóa sang một thánh dị vật của một bộ. Tức là chúng ta sẽ phải dùng ba cái món 5 sao, thánh dị vật 5 sao để chúng ta được đổi sang một cái thánh dị vật năm sao, cái này về cơ bản nó đã là một sự bất công rồi đúng không? đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ là chúng ta sẽ đổi một một đúng không? nhưng không, ở đây chúng ta phải đổi với tỷ lệ ba một cơ. cái này rất là bất lợi với đặc biệt là với những cái bạn nào mà có rất là ít thánh dị vật, cho nên là việc đổi cái tỷ lệ ba một này là một cái tỷ lệ không đáng. đấy là cái lưu ý đầu tiên khi các bạn sử dụng tính năng này. cái lưu ý thứ hai đó là cái thánh dị vật mà các bạn đổi sang á các bạn chỉ có thể đổi được trong một trong bốn bộ như sau đó là bộ giác đấu sĩ bộ đoàn hát bộ đạo kỵ sĩ nhôm máu và bộ tông thất đây là bốn bộ mà các bạn có thể chuyển hóa thánh dị vật sang thì như thế này thì nó sẽ rất là hạn chế với những cái việc mà các bạn muốn những cái bộ thánh dị vật khác đúng không ví dụ như các bạn muốn những cái bộ như là man nữ hay là hiền nhân hay là tôn giả hay là thiên nham gì gì đó thì rõ ràng là ở đây không có. Mình không biết là về sau cái list mà các bạn có thể đổi nó sẽ tăng lên hay không nhưng ở thời điểm hiện tại chúng ta sẽ chỉ được đổi sang bốn bộ, nhất định đó là bộ giác đấu, bộ đoạt hát, kỵ sĩ và tông thất. Thì cái này nó sẽ hạn chế rất là nhiều đối với những cái bạn mà muốn đổi sang những cái bộ khác. Đấy, thì cái này là cái lưu ý thứ hai. Cái lưu ý thứ ba chúng ta cần phải lưu ý ở đây đó là cái thánh dị vật mà chúng ta chuyển hóa ấy, nó không phải là một cái gì đó cố định ví dụ như mình không thể là muốn chuyển hóa thành một cái lông hay là muốn chuyển hóa thành một cái hoa hay là một cái gì cả tất cả cái đấy đều là random hết được chưa tức là các bạn có thể là dùng ba thánh dị vật đúng không các bạn đổi sang một món thì cái món đấy nó chỉ có thể là bộ giác đấu nhưng có thể nó sẽ là một cái lông có thể là một cái hoa hoặc là một cái gì 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 đó tức là không phải là cái mà các bạn có thể quyết định được cái này thì chỉ có các bạn là ngồi khấn thôi là vào cái đồ mình mong muốn cho nên cái này nó cũng là một cái rất là hên xui cho nên là cái tính năng này mình thấy bắt đầu dần dần nó bắt đầu là bắt đầu có dấu hiệu là bốc phét rồi đấy đấy thì đấy là cái lưu ý thứ ba Ok cái lưu ý thứ tư và cũng là cái lưu ý cuối cùng khi các bạn sử dụng cái chức năng này đó là cái thánh di vật mà các bạn đổi ra ấy, là cái chỉ số trong thánh di vật đấy hoàn toàn là ngẫu nhiên thì đầu tiên mình cứ nghĩ là khi mà mình đổi một cái tăng tỷ lệ và sát thương thì nó sẽ ra một cái tỷ lệ và sát thương đúng không nhưng mà không tất cả chỉ số ở trong cái này đó là một chỉ số ngẫu nhiên các bạn có thể là ra hp có thể ra đép ra tinh thông hiệu quả nạp gì đó đấy, bất kỳ một cái chỉ số nào mà nó sẽ random chứ không phải là các bạn được lựa chọn cho nên là cái tính năng này cũng rất là hên xui và may rủi và nói chung các bạn sẽ cần phải khấn rất là nhiều đấy là cái lưu ý thứ tư Ok vậy thì trên đây nó là bốn cái lưu ý khi các bạn sử dụng cái chức năng chuyển hóa thánh dị vật này. Thì liệu sau khi xem xong video này thì liệu các bạn có còn hứng thú với lại cái chức năng này hay không? Và liệu các bạn có sử dụng cái chức năng này để chuyển hóa thánh dị vật hay không? Thì các bạn có thể để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký cũng như là bấm vào nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.